Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo là trị ngộ độc rượu từ cây cà gai leo này ha. Thì dành cho những bạn nào mà không biết thì các bạn có thể xem kỹ nè. Lỡ mà anh em mà có xài rượu thì anh em biết mà anh em dùng ha. Thì cây cà gai leo này thì nó chuyên trị về gan nhiễm mỡ nè, rồi máu nhiễm mỡ nè. Nói chung là nó chuyên trị về gan các bạn. Mà khi mà anh em mà say rượu á, anh em có thể là dùng cái cây này anh em sắc anh em uống ha. Về cái cách sử dụng á, anh em chuẩn bị cho mình đâu khoảng đâu là 700g cái cây cà gai leo này tươi ha. Rồi anh em mà chuẩn bị cho mình đâu khoảng đâu 1 lít nước thôi, là anh em đun cho nó khoảng đâu là 30 phút là anh em dùng á. Thì cái tình trạng mà anh em bị ngộ độc rượu á, do uống bia rồi uống rượu mà nó lộn xộn xì ngầu đó, thì nó rất là mau hết nha. Đó. Thì đây là một trong những cách thôi. Mà cái cách này thì nó sẽ giúp cho cái gan của mình đó các bạn, nó giải độc được những cái độc tố ở trong cái cơ thể của mình ha. Chứ thực chất thì giải độc rượu thì có rất là nhiều cách. Anh em sử dụng cơm luộc, anh em ăn cũng hết nữa nha. Đó. Và cây này thì nó rất là hiếm nha mọi người ha. Khi mà nó chín thì nó có trái màu đỏ đỏ. Đây nè, để mình lấy một trái cho bạn xem. Đây mình đang trồng ngoài hàng rào á, mình trồng nó vẫn được ha. Đây. Cái trái này là người ta lấy hộp ra người ta bán, nó ở trên thị trường nó rất là mắc nha mọi người ha. Còn nếu như mà nhà anh em nào mà không có cái cây này, anh em có thể vào siêu thị anh em mua, nó cũng có bán nữa, nhưng mà người ta sẽ sấy khô. Mà khi mà anh em dùng thì cũng vẫn được nha. Nói chung là cây này là nó rất là hiếm. Trên thân của nó gai rất là nhiều nha các bạn ha. Ở đây mình cũng có một vài dây thôi. Bạn xem bông đó nè, đó. Mình chia sẻ với bạn vậy chứ cái thân nè, gai rất là nhiều nha mọi người ha. Mọi người cứ sắc ra rồi mọi người dùng ha. Ở cái việc mà tình trạng là ngộ độc rượu thì anh em sẽ là giảm từ từ ha. Nói chung là nó mau phục hồi sức khỏe lắm. Chứ mà anh em để mà ấu ra mật xanh rồi, sức khỏe của mình nó yếu liền. Rồi hôm nay thì chia sẻ cho anh em một cái mẹo đơn giản vậy ha. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào nha.